Hello cả nhà, hôm nay Sài Gòn nóng quá đi. Tự nhiên thèm một món canh gì đó hơi chua chua. Mà không phải canh chua, lại có ngao nữa. Thì đó là canh ngao nó xấu. Ok, cùng bắt tay vào làm nào. Ngao mua về chúng ta sẽ rửa từ 2 đến 3 nước cho sạch. Sau đó để mình ngâm nhé. Để ngao thật sạch và nhả hết cát ở trong ra, chúng ta nên ngâm với nước bò gạo và thêm vào đó vài lá ớt. Sau khi ngâm ngao 20 đến 30 phút, tôi ăn còn đang mình rửa 4 đến 5 nước nữa lần đó. Kỹ lại cho ngao nó sạch, ăn cho nó ngon. À, các bạn nhớ là nhặt mấy con chết thôi nha. Con nào mà cái mồm cứ há hốc như vậy nè, bóp hoài không chịu ngậm là chết to rồi đó, vứt qua một bên. Và tất nhiên, canh chua thì không thể thiếu cà chua. Và dấm ba ăn xấu thì đúng tên gọi của cái món này. Không quên lột áo với ẻm ra nha mấy bạn. Thôi, gọt xấu để nhờ mami, lên lầu 2 tiếng rau răm nè. Ủa mà, úi trời ơi, cái gì đây? Chắc tại nắng qua đây mà. Hay, thôi kệ, lột lá nào non non vậy. Rồi trồng lại cái vườn sau. À, cái món ngao hồi nãy đó, rửa sạch xong thì chúng ta đem đi hấp. Nhớ là thêm chút hành nêm vào, tí sả nữa. Để thêm độ cay cay cho nước dùng thì nhớ thêm ớt nữa nha. Lát chúng ta sẽ dùng cái nước hấp ngao này nè làm nước để nấu canh luôn. Tan tan, xong rồi. Ngao nhanh chín lắm nên chỉ cần khoảng 10 phút là ngao đã chín rồi. Giờ chỉ việc là gỡ ngao ra thôi. Ok, thế là mọi thứ đã chuẩn bị xong. Nước luộc ngao, sấu, cà chua, hành, tỏi, hành lá nè, rau răm thì là cũng đã xong hết rồi. Tất cả đều đã được rửa sạch. Sấu hồi nãy mà chúng ta đã lột vỏ xong á, thì bây giờ chúng ta đem ra đập bẹp nè, hoặc là có thể là dầm sấu ra để độ chua của sấu dễ dàng tiết ra hơn khi nấu canh ấy mà. Trọn vẹn đầy đủ rồi. Bây giờ tới công đoạn nấu thôi. Chúng ta để nồi lên bếp cho hơi nóng nóng nha. Sau đó cho dầu vào. Hành tỏi băm hồi nãy cho vào phi vàng nhẹ hen. Đảo qua đảo lại một chút rồi cho ngao vào. Không quên thêm một thìa cà nước mắm nè. Tiếp đến là một thìa cà phê đường. Và sau cùng là cà chua và sấu cho vào hết luôn nha. Đảo qua đảo lại một hồi thì chúng ta cho nước luộc ngao hồi nãy vào. Thì sau khi cho nước luộc ngao xong, chúng mình sẽ nêm nếm cho vừa ăn nè. Nhớ là phải hất bọt ra nữa, không thôi thì nát ăn sẽ lần cận bọt đó. Ôi trời, cứ bước mà bỏ mấy rau xanh này vào nè. Nhìn cái nồi canh thật là sexy hết cỡ. Ôi trời, thích quá. Thêm tí tiêu vô. Và một chút bột ngọt. Nhớ là bột ngọt chỉ cho khi tắt bếp thôi nha mấy bạn. Nhớ đó. Thật là không đợi được nữa. Này mẹ ơi, bút ra tụi thưởng thức nào. Tao nói chứ, tôi đứng tôi quay mà tôi muốn nhỏ dãi lên cái điện thoại luôn á. Trời ơi, cái vị cay nồng của nước ngao cộng vị hơi chua chua của sấu bảo đảm sẽ khiến bạn mê ly luôn. Ai coi cái video này rồi thì nhớ làm thử nhé. Nếu bạn thích công thức mình chia sẻ hôm nay thì đừng quên like, share, nhấn nút subscribe để xem thêm nhiều video mới nhất nhé. See ya.